Xin chào anh em, xin chào tất cả mọi người. Trước mắt anh em và mọi người là ba chiếc điện thoại iPhone 5S. Chúng ta có màu xám, màu trắng và màu vàng. Ở đây chúng ta sẽ không quan tâm đến cái màu của nó, mà cái vấn đề hôm nay mình muốn gửi tới anh em đó là về cái nội thất bên trong của máy. Trong ba chiếc máy này thì mình cũng đã bóc ba cái máy này ra rồi. Chúng ta đã mở được cái màn hình của ba cái chiếc điện thoại iPhone 5S này ra. Ba màu, màu đen, màu trắng và màu vàng. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ không cần quan tâm đến màu sắc của nó, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần chi tiết bên trong. Thì đi đến cái chi tiết bên trong của sản phẩm thì mình muốn nói và mình muốn chia sẻ với anh em ở đây đó là cái sản phẩm khi anh em đi mua hàng Dynew, hàng cũ, hàng 99%, thì anh em nếu những anh em nào mà cần một sự chắc chắn thì anh em nên yêu cầu cái nơi mà người ta bán máy ra cho anh em kiểm tra máy bên trong. Bởi vì là với những cái hình thức Dynew 99% thì anh em có thể thấy ở đây máy rất là đẹp này, máy rất là đẹp, thế nhưng mà cái phần bên trong của nó mới là cái phần quan trọng. Máy đã qua sử dụng thì bên ngoài, với những cái dòng máy mà đã thay vỏ anh em mà không nhận biết được thì nó rất là đẹp như là mới đó. Đây là hàng nguyên zin nhé. Kiểm tra cái phần ở bên ngoài thì ok, phần vỏ ở bên ngoài thì ok. Đây là một sản phẩm, ví dụ đây là cái dòng iPhone 5S. Đây là một cây máy mà bên shop nhập về, nhập ở bên Trung Quốc về. Bởi vì là tất cả các sản phẩm iPhone hàng đã qua sử dụng thì đều được nhập từ Trung Quốc về. Không chỉ riêng bên shop mà tất cả các shop bán trên thị trường đều nhập từ Trung Quốc. Ai mà nói là không phải là hàng nhập Trung Quốc về thì chúng ta cần phải xem xét lại, kiểm chứng lại cái tính trung thực. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ giới thiệu và gửi tới anh em cái sản phẩm mà bên shop nhập về đây bên trong. Trước khi nhập về thì bên shop sẽ kiểm tra về cái phần bên ngoài của máy trước. Ok thì chúng ta sẽ tháo ra bên trong, xem kiểm tra bên trong xem có vấn đề gì hay không. Đầu tiên với cây máy này thì anh em có thể thấy là như hình ở đây. Anh em thấy này, cái phần siêu này, cái phần siêu trên này nó đã bị lệch, và mấy cái con ốc ở đây nó đã bị tháo ra, nới lỏng. Và cái phần lồng này này, đây gọi là cái siêu lồng, và phần đây là phần lồng này. Phần lồng này nó đã ố, nó đã bị ngả màu vàng, nó hơi xỉn một chút. Tương tự như thế, cái lồng ở đây nó cũng hơi xỉn một chút, nó không đồng nhất với cả cái toàn bộ cái men này. Và khi ngửi ở trên men thì có cái mùi nó không như bình thường, nó có mùi. Thì cơ bản nhận định là những chiếc máy này đã qua sửa chữa, và những chiếc máy như này thì bên shop sẽ không nhập để bán cho anh em. Bởi vì là những sản phẩm bên shop bán ra để ngoài 1 năm lỗ đổi. Như vậy là một cây này mặc dù bên ngoài rất đẹp. Tiếp theo đến cây thứ hai, tương tự như vậy thì đây là một cây iPhone 5S. Bên trong chúng ta thấy men, anh em thấy là cái phần siêu lồng nó cũng bị lệch này. Này, lệch đi rất là nhiều. Chuẩn của Apple không bao giờ có như thế này đâu ạ. Có chăng thì chỉ hơi lệch thôi. Và cái thứ hai anh em để ý thấy ở cái góc quay này, cho anh em thấy này, cái phần khay sim này nó đã bị đỏ đi. Bởi vì cho trong quá trình mà ví dụ tháo ra sửa chữa hoặc sấy khỏi nhiệt, nó sẽ bị cái phần kim loại nó sẽ bị biến dạng đổi màu. Và đây là cái phần phệt. Đấy, mình dùng tay mình lau này. Đây có thể là cái keo hoặc là cái phần dung dịch người ta có thể khi xử lý những cái máy như thế này. Vì sao mà mình nói với anh em rằng là đây là những chiếc điện thoại mà được nhập ở bên Trung Quốc về mà bên shop vẫn bán bảo hành cho anh em lỗi đổi trong vòng 1 năm? Bởi vì những cái sản phẩm tốt thì sẽ được chứng minh bằng cái men của nó tốt và nó nguyên zin nguyên bản. Bên shop sẵn sàng bảo hành 1 năm với những sản phẩm như thế này. Đây là một cây 5S vàng. Đó, khi kiểm tra bên ngoài, máy zin, màn zin và men như thế này là ok. Máy đẹp, men không bị sửa chữa. Qua nhận định ban đầu, men không bị sửa chữa. Đó. Các tính năng hoạt động tốt, không có lỗi. Và các sản phẩm này là nguyên zin nguyên bản, shop sẽ bảo hành lỗ đổi cho anh em 1 năm. Thế còn đối với những sản phẩm như này, khi bán ra vẫn hoạt động tốt, vẫn hoạt động bình thường. Khi shop back lại
cho đầu nhập thì người ta có thể bán cho bên nơi khác, và những cái nơi khác người ta có thể bán những cái máy này, bởi vì khi mà người ta test các tính năng vẫn ok, nhưng mà bởi vì máy đã qua sửa chữa thì chắc chắn là nó sẽ không hoạt động ổn định, và sau khoảng một vài tháng nó sẽ có thể đổ bệnh. Và cái việc đổ bệnh nó thì anh em biết rồi đấy, đầu tiên là ảnh hưởng đến công việc của anh em, và thứ hai nữa là máy đã qua sửa chữa rồi thì nó sẽ không được như máy nguyên bản nguyên zin nữa. Đó là những cái điều mà chúng ta cần lưu ý khi mua. Trên thị trường thì có rất là nhiều nơi bán và giá rất là rẻ, chưa bao gồm gói bảo hành. Thì khi mua máy thì người ta sẽ tư vấn cho anh em cái gói bảo hành. Đấy là cái điều khác biệt giữa bên shop và những cái nơi khác bán. Có anh em đến là hỏi tại sao mà cái sản phẩm bên mình nó đắt hơn. Tại vì anh em cũng hiểu là cái tiền nào thì của đấy thôi ạ. Có những nơi người ta tư vấn cái giá rẻ. Nếu anh em lấy giá rẻ, không lấy bảo hành thì người ta sẽ lấy đúng những con máy này. Có thể người ta sẽ lấy những con máy sửa chữa này. Thế nhưng mà nếu khi anh em mà mua gói bảo hành, vì người ta biết chắc rằng là cái sản phẩm đã sửa chữa thì sẽ không thể nào mà tồn tại sống lâu được, thì người ta sẽ đổi sang một cái sản phẩm khác, sản phẩm có thể là zin như thế này. Còn nếu không có sản phẩm zin như này thì người ta sẽ chấp nhận bán những con này, tăng thêm tiền bảo hành để người ta bảo hành cho anh em. Vấn đề là khi bảo hành thì chúng ta sẽ được bảo hành sửa chữa hay bảo hành đổi. Đối với những đơn vị bán hàng điện thoại có ghi là bảo hành 12 tháng hoặc để 6 tháng thì anh em cần lưu ý là vấn đề bảo hành lỗi có đổi hay không, hay là chỉ là lỗi sửa chữa thôi. Bảo hành 12 tháng ghi chung chung thì anh em cần lưu ý. Đó. Bởi vì nếu mà một chiếc máy đã sửa chữa rồi vẫn bảo hành 12 tháng, cái việc sửa chữa bây giờ nó rất là đơn giản. Thay thế nó cũng rẻ thôi, nó không quá đắt, không quá tốn kém những cái con pin hoặc là những cái con IC trên này. Thay cặp hoặc là thay LED nó cũng rất là đơn giản. Thế cái chi phí của anh em bỏ ra nó không phù hợp. Đó thì anh em lưu ý khi mà đi mua những cái máy hàng đã qua sử dụng. Tốt nhất anh em có thể, nếu biết thì anh em có thể yêu cầu các bên đơn vị mua máy tháo máy ra cho anh em xem. Nếu mà tin tưởng thì cũng không cần thiết. Hãy tin vào cái chính sách bảo hành mà nơi người ta bán ra. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích nhớ like và chia sẻ cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.